Thưa quý vị, bằng sự sáng tạo, yêu nghề, những giáo viên trẻ tiêu biểu luôn là những tấm gương sáng đại diện cho tinh thần cống hiến và đổi mới trong giảng dạy. Họ không chỉ mang đến những kiến thức mới mẻ mà còn là nguồn cảm hứng khơi dậy niềm đam mê học tập trong lòng học sinh. Tiết học toán lớp 4/4 của thầy Võ Trần Lâm, trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 12 diễn ra đầy thú vị, biến những giờ học khô khan trở nên sinh động là cách mà thầy chinh phục học sinh. Từ những xu hướng trên mạng xã hội, thầy Lâm đã chọn lọc, sáng tạo, đưa vào bài học, ứng dụng công nghệ vào bài giảng, giúp học sinh tiếp cận tri thức một cách hiệu quả và thú vị hơn. Trong tiết dạy thì sẽ không chỉ không gian lớp học mà các bạn sẽ được trải nghiệm ở nhiều các không gian khác nhau như là vườn trường, thậm chí là công viên, và sắp tới là em sẽ đề xuất để cho các con được trải nghiệm tại một cái siêu thị gần trường để các con sẽ có cái kỹ năng xã hội nhiều hơn. Là giáo viên trẻ vào nghề được 6 năm, thế nhưng thầy Lâm đã có bề dày thành tích đáng tự hào khi 4 năm liền là giáo viên dạy giỏi, giáo viên trẻ tiêu biểu cấp quận và 2 năm đạt danh hiệu giáo viên trẻ tiêu biểu cấp thành phố. Con thấy thầy dạy rất là ân cần. Những cái kiến thức mà tụi con chưa hiểu thì thầy sẽ giúp bọn con hiểu thêm. Và thầy luôn cố gắng kiên nhẫn để tụi con được những cái kiến thức tốt hơn. Thầy đã mang lại niềm vui cho cả lớp học và những tiết học hay. Ngoài ra thì thầy còn rất hài hước nữa. Phụ huynh họ biết được là con mình sẽ học thầy Lâm thì họ cảm thấy rằng rất là phấn khích. Và họ mong chờ rất là nhiều về những cái trải nghiệm mà thầy Lâm mang đến cho học sinh. Trường Mầm non Hoa Đào, quận 12 tự hào khi có 2 giáo viên đạt giải giáo viên trẻ tiêu biểu cấp thành phố, đó là cô Phạm Mai Dung và thầy Lê Công Sự. Thầy Sự là một trong số hiếm hoi giáo viên nam lựa chọn gắn bó với công việc chăm sóc trẻ mầm non. Thời điểm mới vào nghề, thầy đã gặp không ít khó khăn. Kiểu như họ cũng chưa có hiểu rõ về cái thầy giáo sẽ làm gì với con của mình trong môi trường mầm non như vậy. Thì nói chung thì chỉ là một thời gian đầu thôi, đâu đó khoảng 1 đến 2 tháng. Thì thời gian tiếp theo thì mình cứ chứng minh cho họ biết là những cái nỗ lực của mình cũng như là những cái kết quả mà con họ đạt được. Thì từ đó các bé về kể lại với ba mẹ cũng như là mình tạo được cái niềm tin nơi phụ huynh. Đằng sau những nụ cười rạng rỡ của các bé mỗi ngày là những vất vả khó khăn mà chỉ những người làm nghề mới hiểu hết. Họ phải dành rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc dạy dỗ từng đứa trẻ. Gặp khó khăn trong công tác giảng dạy thì có những em bé nhỏ chạy đến là cô ơi, cô à, rồi cô làm sao thế, rồi ôm cô, thương cô. Và có những lời động viên từ ban giám hiệu và của phụ huynh rất là cũng quan tâm chăm sóc cho các cô. Thì đó cũng là một cái động lực giúp em gắn bó với nghề đến hiện tại. Nghe tin hai thầy cô mà của trường Mầm non Hoa Đào được giải nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố thì phụ huynh cũng rất là vui. Và đây cũng là một cái điểm tựa, cái bàn đạp để cho các giáo viên ở trường phấn đấu để đạt được cái danh hiệu như hai thầy cô. Với sự tận tâm yêu nghề, các giáo viên trẻ đang từng ngày tạo dựng những thay đổi tích cực trong môi trường học đường, giúp học sinh không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn trưởng thành về nhân cách. Chính họ đã truyền cảm hứng và vun đắp hình ảnh về nghề giáo trong xã hội hiện nay.